Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 27 tháng 5 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về đề nghị phối hợp chỉ đạo trong quản lý thuế. Một trong những nhiệm vụ này là rà soát yêu cầu các doanh nghiệp hộ kinh doanh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã có hướng dẫn về quản lý sử dụng hóa đơn điện tử và thúc đẩy xử lý thu hồi nợ động thuế. Trong đó, thời điểm ngày 31 tháng 12 2024, tổng số thực thu ngân sách nhà nước 2024 không vượt quá 8% và tổng số nợ thuế phí đến cuối năm 2024 không vượt quá 5% tổng số thực thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan trên địa bàn thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao. Theo thống kê, hết năm 2022, tiền nợ khó thu hồi tại doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn hơn 4.000 tỷ đồng, khiến hơn 213.000 lao động tại các đơn vị này bị treo quyền lợi. Họ không thể chốt sổ bảo hiểm xã hội để xin vào công ty mới và đóng bảo hiểm tiếp. Quyền lợi hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất đều bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất dùng tiền lãi kép dư từ quỹ bảo hiểm xã hội xóa nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để giải quyết quyền lợi cho hơn 213.000 lao động. Khi khoản này được xóa thì mới có thể giải quyết dứt điểm quyền lợi cho người lao động. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt Vilaco về hướng tuyển chọn, đào tạo lao động đưa đi làm việc có thời hạn tại tỉnh Hiroshima của Nhật Bản, qua đó mở ra cơ hội việc làm, nâng cao tay nghề với thu nhập cao cho người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Theo đó, thị trường Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam rất lớn. Riêng tại tỉnh Hiroshima, các doanh nghiệp cần tuyển mỗi năm khoảng 1.000 lao động Việt Nam về các lĩnh vực, nhà hàng, khách sạn, công nghệ ô tô, điều dưỡng. Các doanh nghiệp ở Hiroshima chủ yếu tuyển lao động nam nữ từ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp hệ cao đẳng đại học thuộc các lĩnh vực nói trên. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ được làm việc trong môi trường lao động an toàn, đảm bảo tốt về sức khỏe, với mức thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng một tháng, sau khi trừ đi các chi phí, chưa kể thu nhập làm tăng ca. Đồng thời, các công ty Nhật Bản cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động theo quy định của luật pháp nước sở tại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trường, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đang thực hiện tuyển sinh đào tạo thuộc các lĩnh vực ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của tỉnh Hiroshima. Đây là cơ hội rất tốt để kết nối việc làm với thu nhập cao cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời là cơ hội để nâng cao tay nghề, chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, mỗi năm, các trường cao đẳng sẽ phối hợp với công ty Vilaco tuyển sinh, đào tạo, đưa khoảng 300 sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực nhà hàng khách sạn đi làm việc ở Hiroshima. Trên cơ sở đó sẽ mở rộng ra các ngành nghề và lĩnh vực khác. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết, trong tháng 5, tháng công nhân năm 2024, tại Khánh Hòa đã và đang diễn ra các chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, thi đua sôi nổi hướng về kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên người lao động. Chương trình hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn và toàn xã hội đối với công nhân người lao động đã góp phần tạo động lực, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Khánh Hòa và nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống. Triển khai tháng công nhân năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã kêu gọi mỗi đoàn viên, người lao động Khánh Hòa và các công đoàn các cấp trong toàn tỉnh ra sức thi đua, hưởng ứng cao điểm các hoạt động tháng công nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ngày 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 2024. Các chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, đối thoại tháng 5, tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân, cảm ơn người lao động, tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở v.v. đã được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Liên đoàn lao động tỉnh cũng như các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn Khánh Hòa lần thứ 11 cũng như là công đoàn Việt Nam lần thứ 13 đưa nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, tập trung vào phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là các cái tổ chức doanh nghiệp. Các cấp công đoàn phối hợp với địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức triển khai các chương trình hưởng ứng tháng công nhân, chương trình tư vấn đối thoại chính sách pháp luật năm 2024. Các công đoàn ngành giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với đặc thù của ngành và thực tế của cơ sở như
chương trình phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, tăng quà hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp. Qua đó thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp. Cùng với các chương trình của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát động từ cuối tháng 4 và diễn ra đến tháng 5 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Tỉnh Khánh Hòa thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân, người lao động. Tháng công nhân này là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho người lao động, và sự quan tâm đó nói bằng cái thể hiện là người lao động sẽ được nắm bắt những cái mà quy trình hoặc là những cái mà an toàn vệ sinh lao động để cho người lao động người ta thực hiện tốt trong cái quá trình sản xuất. Ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động được nâng lên, môi trường làm việc của người lao động được cải thiện. Tháng công nhân năm 2024 ý nghĩa hơn khi Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp thứ 7 thảo luận xem xét thông qua nhiều dự án luật, trong đó có hai đạo luật được công nhân lao động quan tâm là Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa với công nhân lao động. Trong tháng công nhân chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động. Chúng tôi đã tổ chức tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Chúng tôi tổ chức hội thao truyền thống nhân tháng công nhân, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm và tặng quà đối với các công đoàn cơ sở. Chúng tôi tổ chức cho công nhân lao động tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Các công đoàn cơ sở là tổ chức công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động tại doanh nghiệp, được thực hiện là khám sức khỏe cho công nhân lao động. Quán triệt và đưa nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và thực tiễn, Công đoàn Khánh Hòa hướng tới mục tiêu của tháng công nhân, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tài sản sự trí tuệ được Chính phủ cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là công cụ để nâng tầm và nâng cao hiệu quả của hoạt động đổi mới sáng tạo. Đây không phải là khái niệm mới. Tuy nhiên tại Khánh Hòa, việc triển khai đổi mới sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ còn chưa được phổ biến, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp. Được xác định là một trong những điểm yếu cần được cải thiện trong nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là vấn đề mà Khánh Hòa đang tập trung tìm phương án tháo gỡ. Đến thời điểm này, Khánh Hòa đã xây dựng được 11 thương hiệu sản phẩm đặc trưng, trong đó 9 sản phẩm, hầu hết là trong lĩnh vực nông nghiệp, được hỗ trợ mô hình quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển được quy mô về sản xuất và kinh doanh. Các sản phẩm đã chứng minh được hiệu quả kinh tế sau khi có được sở hữu trí tuệ, đồng thời từng bước thu hút được doanh nghiệp đầu tư, hoạt động đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Khánh Hòa nói chung, và trên các sản phẩm này cũng ngày càng rõ nét, nhất là khâu chế biến sau thu hoạch. Các doanh nghiệp mà về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà có tài sản trí tuệ thì lợi thế cạnh tranh của họ chính là tài sản trí tuệ, chính là những sự khác biệt độc đáo từ những sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại, mà nó khác biệt so với những sản phẩm khác tương tự mà họ không có quyền sở hữu trí tuệ. Đó là sự thứ nhất. Thứ hai, vì chúng ta có tài sản trí tuệ cho nên chúng ta sẽ đóng gói được trở thành giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp. Đặc biệt khi ta biến nó thành tài sản cố định vô hình thì theo sổ sách kế toán của tiêu chuẩn 13 của Bộ Tài chính thì chúng ta vẫn đưa thành sổ sách kế toán theo quy định của Cục Thuế cũng như là của Bộ Tài chính. Từ đó, đó chính là cái lợi thế nó giúp cho chúng ta gia tăng được cái giá trị tài sản lên. Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy, các sản phẩm được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Khánh Hòa đều xuất phát từ ngành nông nghiệp và được nhà nước triển khai các hoạt động, quy trình đăng ký. Số lượng doanh nghiệp có sản phẩm sở hữu trí tuệ còn rất hạn chế. Điều này cũng được thể hiện rõ qua Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo PAI của Khánh Hòa năm 2023. Đây cũng là vấn đề chung mà hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ trên cả nước đang gặp phải. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia, hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các nhóm khởi nghiệp mới chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư, xác định sản phẩm mà ít chú trọng đến việc tạo ra, xác lập và khai thác các tài sản trí tuệ của mình. Vốn dĩ hiện nay, các doanh nghiệp đang vật lộn với lại cơm áo gạo tiền. Cho nên việc mà chúng ta muốn hỗ trợ họ, chúng ta muốn thuyết phục họ, mời họ đi tham dự hội thảo, đi tham dự các chương trình đào tạo hoặc tham gia các dự án hoặc tham gia các cái gói hỗ trợ của quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo của tỉnh hoặc là của trung ương.
thì chúng ta cần phải lúa hóa những cái kiến thức đó, lúa hóa những cái gói tài trợ đó sao cho doanh nghiệp cảm thấy là đây là cái mà mình cần và mình hãy hành động càng sớm càng tốt. Cũng trong bức tranh tổng thể về khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo thông qua chỉ số PAI, theo các chuyên gia, Khánh Hòa còn tập trung nghiên cứu và đổi mới nhằm cải thiện chỉ số liên quan đến các chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ đó giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc xác lập tài sản sở hữu trí tuệ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo. Từ đó giúp các nghiên cứu khoa học có thể được ứng dụng và đi vào thực tế một cách thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế. Sở Khoa học và Công nghệ cũng sẽ tập trung nguồn lực để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện chiến lược sở hữu của trí tuệ của tỉnh đến năm 2030 và chương trình phát triển sở hữu tài sản trí tuệ của tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng của năm 2030, quan tâm thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước. Thứ hai là xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ, thông tin sở hữu trí tuệ của tỉnh, hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Khánh Hòa cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 5 sản phẩm đặc trưng, chủ lực được hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, ít nhất 50% chương trình OCOP tham gia cùng liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đến năm 2030, số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tăng trung bình 20% một năm, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tăng 3% một năm, ít nhất một sản phẩm đặc trưng chủ lực có tiềm năng xuất khẩu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài. Ngoài ra, ít nhất 10 sản phẩm đặc trưng chủ lực được hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, ít nhất 70% chương trình OCOP tham gia cùng liên kết ngành, chuỗi giá trị. Sáng nay, đoàn khối các xã thị trấn phía đông huyện Diên Khánh tổ chức bàn giao công trình thanh niên cột mốc Trường Sa cho trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Công trình thanh niên cột mốc Trường Sa được đặt trong khuôn viên trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh có kích thước rộng 1m2, cao 2m8 với đầy đủ vĩ độ, kinh đồ, sao vàng năm cánh ở bốn mặt và quốc kỳ. Kinh phí thực hiện công trình gần 8 triệu đồng được đóng góp từ 9 cơ sở đoàn các xã thị trấn phía đông. Việc xây dựng mô hình cột mốc Trường Sa cho khuôn viên trường nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên hiểu hơn về quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nâng cao nhận thức của đoàn viên về tầm quan trọng của biên giới, biển đảo trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo và nền biên giới quốc gia. Thư viện tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè dành cho thiếu nhi với chủ đề Mùa hè sôi động qua từng trang sách. Theo đó, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8, tại khuôn viên Thư viện tỉnh sẽ thực hiện hoạt động trưng bày, giới thiệu, phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà các nguồn tài nguyên thông tin dành cho thiếu nhi, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi sử dụng thư viện, tổ chức các hoạt động dành cho trẻ mầm non đi cùng phụ huynh như tô màu bằng tranh có sẵn, các trò chơi lắp ráp, ghép hình, khéo tay hay làm, rút gỗ, ráp chữ bằng hình ảnh. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động vui chơi, khuyến đọc diễn ra vào thứ tư của tuần 1 và tuần 3, các tháng 6, 7 và 8. Đến đây, các em sẽ được tham gia vào các trò chơi với những chủ đề ấn tượng như giải cứu đại dương, thử tài đoán thành ngữ, tục ngữ, ca dao, đi tìm tác giả tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm, 10 vạn câu hỏi vì sao, du hành các miền di sản Việt Nam qua từng trang sách, đi tìm các danh nhân nổi tiếng thế giới. Thông qua đó, nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè, giúp các em rèn luyện thêm những kỹ năng đọc, vun đắp thêm niềm yêu thích đọc sách đối với các em nhỏ. Mặc dù phải tiếp đón đối thủ khá mạnh là câu lạc bộ Bình Định trên sân nhà, tại vòng 21 V-League, các cầu thủ câu lạc bộ Khánh Hòa vẫn nuôi hy vọng có điểm để tiếp tục cuộc đua trụ hạng. Song diễn biến trận đấu không như mong đợi, Khánh Hòa thua trận với tỷ số 1-2 trước Bình Định, khiến tấm vé xuống hạng đến gần hơn với đội chủ nhà. Trước đối thủ đang ở vị trí cuối bảng, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã chủ động cất một số trụ cột trên ghế dự bị. Dù vậy, đội bóng Đức Võ cũng dễ dàng áp đặt thế trận trước Khánh Hòa và sớm tạo nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Hoài Anh. Đến phút thứ 43, những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp từ cú sút cận thành của Hồng Phước sau đường truyền của Văn Thành. Sau hiệp 2, Khánh Hòa đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội bóng láng giềng. Trước sức tấn công dồn dập của Khánh Hòa, hàng thủ Bình Định rơi vào thời điểm lúng túng và khi hiệp 2 trôi qua được 11 phút, Coutinho đã lập công ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà, khiến diễn biến trận đấu trở nên sôi nổi hơn. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy lập tức có những điều chỉnh chiến thuật ở hàng công và đã đem lại hiệu quả cho đội khách khi cầu thủ vừa vào sân Minh Tuấn lập công ở bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho đội bóng Đức Võ. Thua trận nhưng Khánh Hòa đã để lại dấu ấn qua lối đá kiên cường không buông xuôi. Họ có một số cơ hội tốt trong khoảng thời gian cuối trận, nhưng tiếc là các tiền đạo đã không thắng được thủ môn Tuấn Linh. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nắng nóng trải rộng trên cả nước, riêng ở Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối phổ biến từ 45 đến 50%. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực cả nước ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 23 độ và cao nhất có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 24 độ và nhiệt độ cao nhất có nơi là trên 35 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 26 đến 29 độ và cao nhất có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng là hình thế thời tiết ở các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Riêng phía Bắc khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong ngày dao động từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 độ và cao nhất không quá 34 độ. Ở khu vực có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 25 độ và cao nhất có nơi là trên 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.